Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, vùng hội tụ gió trên cao yếu đi, trong 3 ngày tới Bắc Bộ sẽ quay trở lại chịu tác động đơn thuần của khối khí lạnh suy yếu, nên toàn vùng tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có sương mù trong buổi sáng, mức độ dày đặc tập trung ở vùng núi và ven biển. Quý vị chú ý khi lưu thông trong khoảng thời gian này vì tầm nhìn bị giảm thấp. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời chuyển nắng, nhiệt độ của toàn Bắc Bộ được dự báo sẽ tăng lên từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Trời nắng ấm với mức nhiệt ở hầu hết các nơi đều ở ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi đạt nhiệt độ cao hơn, có thể lên ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Dự báo khoảng ngày từ 25 đến 26 tháng 2, có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ Vĩ Bắc bị không khí lạnh nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Vì vậy Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác, sau đó giảm mưa ban ngày có nắng. Dự báo hình thái thời tiết này ở miền Bắc sẽ duy trì từ nay đến hết tháng 2. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, vào khoảng đêm mùng 2 tháng 3, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến trời chuyển mưa rét. Dự báo từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 3 có mưa và mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Từ ngày mùng 3 tháng 3 trời trở rét. Không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho thời tiết ở Trung Bộ chuyển tốt hơn, trời phổ biến không mưa, chỉ nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng sớm ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Sau đó đến trưa chiều, trời chuyển nắng ấm với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Còn với các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân, trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ, cục bộ có nơi còn cao hơn. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Còn đối với các tỉnh thành phía Nam bao gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời vẫn tạnh ráo và có nắng từ sáng sớm và kéo dài đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức từ 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và dưới ngưỡng 33 độ tại các tỉnh miền Nam. Lưu ý là về đêm và sáng, do điều kiện địa hình nên trời rét tại vùng cao và se se lạnh đối với khu vực Nam Bộ. Ngoài ra độ ẩm vào trưa chiều phổ biến dưới 50%, trời khô hanh và sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao. Người dân cần chủ động có các biện pháp phòng chống hỏa hoạn để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 24 tháng 2 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 25 đến 28 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.